Thưa quý vị, sáng nay trong chương trình công tác tại Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra khảo sát thực địa, kiểm tra tiến độ triển khai dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Trơn Thành đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Trơn Thành là trục cao tốc Bắc Nam của tỉnh Bình Dương, Bình Phước, kết nối vành đai 4, vành đai 3 dẫn đến đường vành đai 2 Thành phố Hồ Chí Minh, nối tiếp cao tốc Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trơn Thành - Bình Phước, kết nối với các sân bay và cảng biển. Dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Trơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương có tổng chiều dài toàn tuyến là 52 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Trơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương theo phương thức đối tác công tư PPP, triển khai ứng dụng công nghệ số nhằm giúp cho quá trình thiết kế, thi công và quản lý dự án được tối ưu. Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh đang triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phối hợp với Tập đoàn Cao su Việt Nam tiến hành các thủ tục thanh lý, cắt hạ cây cao su, phục vụ triển khai dự án và triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu, thực hiện dự án để tiến hành khởi công dự án trong tháng 11 năm 2024. Khảo sát thực địa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, tuyến đường này kết nối với vành đai 3 và 4 thành phố Hồ Chí Minh và một số tuyến đường huyết mạch khác, do đó phải đẩy nhanh tiến độ kết hợp với Bình Phước, nghiên cứu điều chỉnh các nút giao hợp lý để khai thác hiệu suất, nghiên cứu kết nối với tỉnh Tây Ninh. Thủ tướng nhấn mạnh đường này hết sức chiến lược, trong đó đi qua Bình Dương sẽ tạo nhiều không gian phát triển. Thủ tướng yêu cầu Bình Dương và Bình Phước chọn nhà thi công đoạn 7 km phải có năng lực bảo đảm và kết nối được doanh nghiệp của địa phương để cùng làm và hướng dẫn để doanh nghiệp địa phương lớn lên, chuyên nghiệp hơn. Cùng với đó, quy hoạch khai thác đường cao tốc để phát triển không gian mới mang tính tổng hợp như khu công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Các nút giao cần trồng nhiều cây xanh và hoa để tạo cảnh quan đẹp.